bự rồi bạn ơi. Tiếp tục chiến đấu dạo nước gồng nha bạn. Nãy giờ cũng có nửa tiếng rồi. Tiếp tục dạo nước gồng thôi. Thì dạo nãy làm quá trời, biết dạo này còn không bạn. Nói vậy thôi chứ dạo này trúng nữa, bảo đảm luôn. Nghi quá, nước ngon quá trời ngon. Dạo này làm chừng không nữa nãy được rồi. Thì mới vô vạch đầu thấy là có lý rồi đó. Nói bước hồi nãy nữa mini để lôi lên. Tay trái nó còn sức hất các bạn. Cái gồng với tay trái nó còn sức hất. Làm hồi đuối đuối lên là hai tay luôn về ngủ luôn. Hết nổi rồi. Tiếp diễn cảnh cũ nữa rồi. Quá trời quá đất rồi. Nay ngày gì mà cá nó hẹn nhau đi ăn quá trời rồi. Cá khủng bạn ơi. Cặp cá quá ngon.
nãy giờ hết mới dừng lại, từ gì để nấu luôn mà quá trời cá luôn. Chắc nãy giờ chỉ biết thọt xuống nào rồi lên vũ, thọt xuống nào rồi lên vũ. Quá khứ rồi thầy khoan nữa. Mấy mẹ giận giận chồng gì rồi, cá nó cũng vượt theo ăn tới ổ luôn. Ấy rồi rồi rồi. Nhảy còn hơn là chim. Thì như bạn thấy tiếp tục vô mánh nữa ha. Dạo này chỉ thua dạo vừa rồi thôi chứ không có thua dạo nào nữa trơn. Khủng khiếp luôn chứ không phải chơi đâu. Có thằng bự nữa ha. Bạn thử đoán coi nhiêu ký. Đó, dạo này cá cộng cộng không hả bạn. Bự không luôn. Mấy giờ cá bự bự đã rồi. Sướng 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 luôn. Đây là 3-4. Dạo này cũng 7-8 ký, 7-8 ký có hơn nữa mà. Khoan này là thấy 2 ký rồi nè. Này 3-5, 7-8 ký như chơi. Quá trời quá đất rồi. Này đêm nay thôi khổ phải nói luôn rồi. Dạo nãy cũng gấp đôi dạo này luôn. Dạo này nữa dữ. Dạo này cá bự mà nên nhìn thấy nhiều. Quá trời quá đất. Cá này nhỏ quá. Dục đi. Thôi giờ gọng cá nha bạn. Đêm nay thôi khổ phải nói rồi. Bão đuối luôn. Tiếp tục chiến đấu dạo nước gồng nha bạn. Quá trời bè này rồi. Nhắc cực bọc luôn rồi.
Chứ này làm hoài tới sáng cả. nãy gì gọng đi rồi, cái dạo kia là cái bọc mình cứng ngắc nữa à. Mày chắc hồi về lấy mấy gọng gắn gọng luôn chứ. Cứng ngắc hết trơn. Em đang kiếm cá con chừng ký rồi. Cá nhỏ giờ quá nhiều rồi. Lờn. Đang kiếm con gì đó cũng kiếp. Ui. Nhóc nữa rồi. Giác này cũng về nhà bạn, vớt dạo vừa rồi cũng cỡ 3-4 kg gì nữa. Nước cũng bắt đầu đứng yếu yếu rồi, chuẩn bị lớn rồi. Giờ về nhà đem cá về ăn cái gì kiếm nhang rồi chiến đấu nước sáng thêm bạn, với lấy thêm mớ lúa tặng dặm thêm, gãy vợt luôn nữa bạn. Ghê chưa? Cá bữa nay quá trời, gãy con ốc luôn nè. Gãy con bù lon luôn rồi, ngồi lên kiếm con khác thay vô mà. Bó tay thiệt chứ. Vợt kia không nổi, gãy sắt luôn rồi, bạn hiểu cá cỡ nào. Mới vợt này cũng 3-4 kg nè. Cũng nhiều lắm mà. Còn hai này 2 túi hôm nè, cứ ngắt hết trơn rồi nè. Các bạn coi nè. Nó lên lớp luôn nè. Khủng khiếp chưa? Tay túi nè. Ngắt luôn nè. Cá này ghê gớm thiệt chứ, công nhận.
đầu hôm tới giờ là mình chắc được cũng khoảng 30 kg rồi đó, các bạn tin không? Nói bạn không tin đâu. Kệ, sáng này mình vớt nước sáng nữa, mình tổng kết một cân cho bạn coi giật thịt luôn. Giờ rộng số cá nha bạn, lên kiếm gì ăn rồi đem lúa theo dặm lại được. Cá ăn hết lúa bạn, hồi nãy chiều mình đem theo ba lúa cũ có 6 bài chùm, cột là 6 bài bè. Ngồi lên lấy thêm mớ nữa, ăn hủ tiếu xong hay gì nấu gì ăn rồi cái cột thêm mớ nó đem lên chạy lên liền dặm lại, ăn vớt nước sáng nè. Chắc này nước cũng gần lớn rồi, chắc khoảng 1 tiếng nữa, lớn vô rồi. Giờ lên rộng rồi, rộng cá rồi. Chắc này cũng 12 giờ mấy rồi, vợ mình lên nhà ngủ rồi, đuối rồi. Cá chết quá trời chết luôn mà, cái rộng này quá tải nó chết. Hai bịch nè, uống ghê đi chứ, cần thử coi. Cần tổng kết cho bạn coi luôn. Này 2,7 kg, 2,6 kg đi. Này gần 3 kg nè. 3 kg, gần 3 kg, nãy 2,6 kg, như 2,5 kg đi, với 3 kg đi là 5,5 kg rồi. Chết 5,5 kg cá rồi nè. Tại dạo nãy quá tải, dạo nãy mà 10 mấy kg mà chật cứng, chết nhóc chưa. Lại cái gọng nó chật nữa. Giờ cá này xách nhà. Muối đá mà, muối đá ăn sáng bán không bán thì cạo chả. Mần cạo chả, bán chả cá cũng được. Quá trời chết, tại chật quá trời mà. 5 kg mấy cá. Mời bạn ăn mì nha. Nãy giờ đi sửa cái vợt với cột thêm ít lúa mà. Cái này chắc nở cho bá nấu nữa giờ. Hay bạc khui. Trời ơi. Mì thịt nha bạn. Xương hầm. Trời cộng cho bá luôn. Kệ mì nở ngon. Giờ quất tô mì xong rồi nha. Tiếp tục đi chiến đấu nha bạn. Mời bạn nha. Thì lên đường tiếp tục chiến đấu nước sáng nha bạn. Nước cũng bắt đầu đưa vô rồi. Nãy ăn mì xong rồi ngồi cọc lúa, mình cọc theo mớ lúa nữa bạn. Cọc theo ít lúa, đặng cái bè nào coi bè nào hết lúa rồi mình cọc thêm. Để quấn nước sáng nè bạn. Nước sáng này kiếm chừng 20 kg thôi nghỉ ha. 20 kg nó là sướng à. Đây lúa mình cọc thêm là cọc chùm nhỏ hơn rồi chiều. Để cái bè nó hết dặm thêm mà. Nộp bánh vợ mình đem theo nữa. Chắc này thì chiến đấu một mình à, vợ mình lên nhà ngủ rồi bạn. Ngủ rằng sáng còn lấy sức đi bán cá nữa. Tại nhiều cá đó mời bán cũng hơi đuối à. Nhiều ra sáng chia cho mẹ mình mớ với lại mình với vợ mình bán mớ nữa. Hy vọng là mời bán hết cá các bạn. Trời sáng cũng sương bắt đầu xuống rồi bạn, nên lạnh rồi. Giấc này cũng 1 rưỡi rồi bạn. Nãy về vừa ăn về là không có không luôn. Thì sửa vợ xong rồi còn lúa ăn tô mì xong rồi xách ít giọt liền để trễ nước bạn. Tại nước lúc này nước gồng nữa lớn mau lắm, lớn gồng mau dữ lắm, phải chạy theo nó mới được kịp. Giờ trễ lỡ trễ nước là thất bại dữ lắm. Cũng sắp tới bến này giờ vớt thôi. Chiến đấu rồi, khi nào vớt xong mình cũng báo cáo thành quả cho các bạn coi ha. Hy vọng là có nhiều cá khủng ha bạn. Dạo gần hết lúa nhiều quá bạn, hết hơn phần nửa. Vừa cột lúa vừa vớt vừa cột lại. Mà cũng được khoảng 3 kg cá mà. Ngon. Cá bữa nay không có con này. Nay cá nhiều mà chưa có con nào khủng khiếp hết ha bạn. 1 kg, 2 kg, 3 kg, hơn 3 kg ạ. 3 kg, hơn 3 kg bạn. Đừng con cá ngon nè. Unu nè. Quay à. Kệ như cũng ngon rồi. Dạo sau chắc nghĩ chắc nhiều hơn. Tại vì dạo này hết lúa nữa. Mấy bài kia nó cũng gần hết. Để đại luôn. Tại vớt 2 dạo chắc cũng nghỉ rồi mà. Giờ gọng số cá này nè. Cá từ gói hả bạn. Thì hết gọng cá luôn bạn ơi. Lấy cái gọng gắn gọng cá luôn à. Nãy xách theo cái gọng gắn nè, túi lưới đựng gắn nè. Này lấy túi lưới đựng gắn đựng cá luôn. Chơi lớn luôn ha bạn. Lấy.
Sẵn rồi không, mình nói một chút về cái vụ gọng cá mà dinh luôn nha các bạn. Thì nhiều bạn thắc mắc tại sao mình gọng cá mà dinh mà ngậm gọng ngập lúc ở dưới mà con cá không chết nha. Nhiều bạn nói gọng gì chết nè, tại nó không chết đâu nha bạn. Tại cái loại cá mà dinh này nó vậy đó, mấy bạn gọng ngập sâu nó cũng không chết nữa. Nhưng mà ngược lại bạn ngập lú lên trên nó lại chết. Bạn biết tại sao nó chết không? Bạn gọng mà lú lên trên nên con cá mà dinh nó sẽ nhảy lên trên cái chỗ trống nó hoài luôn mà, nó nhảy vô chừng. Nó nhảy nhiều lần quá thì nó sẽ bị mất nhớt, nó chết. Nhưng mà nó cũng lủng cái túi lưới ngay chỗ đó, nó chui ra luôn. Còn bạn ngập gọng ngập lúc thì nó không giờ chết. Các bạn bỏ vô cái gọng mà cái gọng bằng tre hay là bằng nhựa mà nó không có bị chạy nhớt nha. Bạn gọng dưới đáy sông luôn, các bạn thục đáy sông luôn. Chừng một tháng nó cũng không chết nữa, nó ốm nhôm chứ nó không chết. Loại cá này nó không có bị ngợp chết mà. Nhưng mà nước phải trong nha mà. Ủa, nước phải sạch với lại nước cũng phải chảy hơi hơi mới được. Đứng cũng được nhưng mà nước phải sạch nha mà. Nó không có chết. Còn các bạn gọng lú lên trên là nó nhảy lúc là chết nè. Nhiều bạn cũng thắc mắc nói mình sao gọng mà nó ngập vậy nó không chết nè. Là nó gì? Loại cá này nó không có bị ngợp mà. Mời bạn chờ đường nha. À, uống trà đường vô cái tê cái bao tử luôn mà, lạnh ở ngoài cái lạnh trong ruột luôn, điều luôn. Trời hôm nay cũng gần Tết rồi, thời tiết cũng bắt đầu lạnh rồi mà, giăng kháng gió hiu hiu rồi, có sương xuống rồi. Bạn nhìn sương xuống ướt với cái ướt bay giỏ vậy. Thôi giờ nằm nghỉ một chút về vớt dạo tiếp tục với bạn. Không thể nào tin nổi các bạn ơi, tiếp tục bão. Chắc này nói chung là mình hết biết cái dùng cái từ gì để diễn tả. Nó vượt ở ngoài cái từ ba từ sướng luôn rồi. Giờ là nó đuối luôn rồi. Các bạn coi cá nè, khủng khiếp. Đặt nước vô miếng để nó chết. Mới vớt dạo nữa nè, thứ hai nước sáng nè, các bạn coi nè. Một sườn cá khẩm luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5 khoang đầy nhóc luôn. Bạn thấy sự khủng khiếp chưa? Quá trời quá đất luôn. Mình vớt mình không tin vô mắt mình luôn. Coi như vớt nào cũng gì. Vớt trục ngoài. Có cá bự nữa. Dạo này có cá bự nữa. Bự cũng nhiều lắm á. To. Bạn tính đơn giản khoang trước nè. Khoang trước này là hơn 3kg nè. Này hơn 2kg nè. Là 5 mà, này cũng có 3kg nè, dây cui nè, 8 nè, đây nè, đây nè, hơn 2kg nè, dạo này hơn chục ký đó bạn. Quá khứ gì là như lai thần trưởng luôn. Bây giờ mình hết biết dùng từ diễn tả, giờ gọng cá rồi, quá đuối rồi. Bữa nay là dùng hết sức lực chiến đấu đêm nay luôn, ngày mai nằm xả lai luôn. Quá trời cá, bữa nay đêm nay bị cá mà dinh giật đó bạn ơi. Gọng nhiêu đây nữa là đầy túi lưới luôn à. Quá trời cá. Cái này mai mốt có mai túi lưới khổng lồ à. Túi lưới cỡ vỏ lãi nè, gọng mới vừa. Đếm luôn nha. Bắt cá là 2 nha. 1 nè. 2 bắt lên cặp nha bạn. Đây. 3 35, 36, 37,
38 39 40 1 2 3 4 45 46 47 48 49 50 là 100 con nữa bạn. Con bự quá. Bỏ tụi con đi. 51 52 53 54 55 56 57 58 59. Ê, gặp cá cũng đuối nè. 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 69 rưỡi 69 rưỡi tính 70 luôn đi. Chơi luôn, chơi lớn luôn, chơi gian luôn mà. Trời, gió nó hết nổi à. Bảy chục đầy nhóc nữa các bạn ơi, chúng nhắc tu lứ rồi. Bảy chục cặp tính ra là nó 140 con, trừ lên con còn 139 con. Bạn thấy ghê gớm chưa? Mà có cá bự cá nhỏ là trên 10 kg chắc cú luôn á. Giật vào nãy chừng 3-4 kg rồi, vào này nữa vậy đầy nhóc tú lưới nữa rồi nữa mà. Giờ đâu không nổi luôn nè. Thua. Thì bữa nay là chính thức, là tới giờ phút này là chính thức mình phá được kỷ lực của mình, lập ra luôn rồi đó. Hồi 3 năm trước mình vớt một đêm nó nhiều nhất là 2 đêm 70 kg. Rồi tính ra một đêm nó 35 kg đó. Nhưng mà đến giờ phút này, đến có ngày hôm nay thì chắc chắn là mình trên 35 kg rồi đó. Các bạn thấy khủng khiếp chưa? Để sáng mình về mình sẽ tổng kết, mình cần để thiết lập cái lực mới mới được. Các bạn nào có chuẩn bị quy chương sẵn tặng cho mình cái quy chương nha. Quá trời quá đất luôn rồi. Đêm nay là bảo cá Vinh ùa về. Cá Vinh đêm nay bị cá Vinh giật. Thợ săn gắn bữa nay bị cá Vinh giật quá trời các bạn ơi. Kiểu này chắc mơ mốt cá Vinh, kiểu này mơ mốt các bạn, đừng coi cũng sắp hết mùa gắn rồi nè. Các bạn đừng bỏ nghề gắn xuống đây chiếm địa bàn của mình nghe, tội nghiệp mình nghe, để mình sống. Quá trời cá các bạn ơi. Giờ nói chung là ba chữ đuối. Giờ cố gắng dùng phần sức còn lại làm thêm dạo nữa bạn, cố gắng vớt thêm dạo nữa. Chắc này cũng 3 giờ mấy rồi, chắc khoảng 4 giờ 10 mình đẩy thêm dạo nữa là kết thúc luôn nha, là nghỉ luôn nha bạn. Vớt thêm dạo đó khoảng 4 giờ 10, vớt tới 5 giờ chạy về nhà vợ mình đi bán, chở vợ mình vô chổng bán chia mẹ em đó. Đêm nay em đem cá về nhà bảo đảm ai cũng la làng hết. Thôi giờ dọn dẹp sạch sẽ cái uống nước cái tiếp tục vớt vào sau nha bạn. Kết thúc các bạn ơi, cuối cùng cũng về tới nhà. Dạo cuối cùng thì ít à, không có như mấy dạo đầu nữa. Bè nó dục đây đi. Dạo cuối cùng là chừng ký ngoài á bạn, chắc khoảng ký gửi 2 kg. Cá cũng gôi không bự không. Giờ gọng số cá này lên lấy cần hết cá cho bạn coi luôn nha. Này bà tôi lứ khổng lồ luôn, đầy nhóc luôn. Giờ sách ba tô lớn lên cần hết cá cho bạn coi cái nha. Cần bạn cần khổng lồ quá được. Này có bạn mà chú gánh tiếp thôi chứ mình sắp lên lạnh nổi.
Còn túi nữa bạn ơi. Đuối đuối đuối. Nhiều ký. 45 ký. 45 ký nha bạn, để mình lấy xuống mình trừ nước trong thau là tính luôn. Cho các bạn coi ba túi đàng hoàng để bạn nó ăn gian. Không có đá trong các bạn. Ghê gớm rồi. Để lấy xuống cho các bạn coi nè. Xách hai tô lưới mua không nổi. Nè cột dính chùm nha. Đuối bạn ơi. Xách ba cái tô lưới. Đuối. Nhất chân sống à. Cái này 2 ký rưỡi đó, 2 cái gọng với 3 cái gọng đó, trừ cho 2 ký rưỡi luôn đó, là 5 ký là 40 ký nha bạn. 40 ký với hôm trong tủ lạnh chết 5 ký rưỡi nữa. 45 ký. Hơn 45 ký cá nha bạn. Bạn thấy khủng khiếp chưa? Kinh khủng được chứ. Nay lập kỷ lục mới luôn nha. Vớt đêm 45 ký cá, nước này vớt tới sáng còn nữa. Vớt tới sáng là bỏ luôn, bán sao hết. Nhiều đây không biết sao bên nay sao tiêu thụ hết rồi. Quá trời quá đất luôn rồi, lần đầu tiên trong lịch sử trong đời vớt một đêm 45 ký cá. Đuối 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 đuối. Nó bữa nay là nó hút cái chữ sướng luôn sâu. Bữa nay là nó hết hết sướng nổi luôn rồi. Quá trời quá đất luôn rồi. Khủng khiếp chưa. Giờ thì chuẩn bị đồ nghề đi bán cá thôi. Chừa chắc cái này chừa cho mẹ mình túi. Còn mình với vợ mình tiêu thụ 2 túi. Không hết thì không hết thì để đó. Nó không hết vợ mình chửi nè. Thôi chuẩn bị bán cá rồi. Giờ nhức lưng bữa nay, nhức cá nhức lưng thiệt bạn. Bữa nay đuối thiệt không phải chơi. Nay cá nhiều chứ không bán được nhiêu bạn ơi, ế cá đóng luôn. Sáng giờ ngồi bán ngồi mần cũng được mớ rồi bạn, 2 ký vậy. Còn đó thằng một thùng khủng khiếp nữa kìa, đó một thùng nửa thùng bê, nửa thùng. Với lại còn gọng số nữa bạn, lại ngoài tủ lạnh mình còn 5 ký mấy nữa, gửi mẹ em được mấy ký nữa, sáng giờ bán cứ chừng 20 thì
cũng số đó về đem về cạo chả bán tiếp tục nha bạn, chứ không phải là ế nha. Về mặn ra đâu rồi cạo chả bán tiếp, nó bán nào hết cá rồi bạn, bên này bị cá giật luôn rồi, đuối rồi. Thôi giờ lên nhà, về nhà mặn cá rồi mặn hết số cá này cái cạo tiếp tục đuối luôn rồi. Chào bạn clip này nha, chúc các bạn xem clip vui nha, chị.